Một đôi giày đến từ nhà Puma, Puma Ultra Ultimate. Cầm trên tay thì mình cảm thấy nhẹ thật sự anh em ạ. 231g cho một chiếc size 40 thì anh em đánh giá như nào? Và còn bất ngờ hơn khi mà form của Ultra Ultimate sẽ phù hợp với nhiều dạng bàn chân thon cho đến bè nhiều. Thuộc dòng cao cấp nhất của Ultra thì chắc chắn chất lượng cũng sẽ đi kèm với mức giá. Phần upper được làm hoàn toàn từ chất liệu sợi dệt kết hợp với công nghệ Ultra Way cao cấp với đặc trưng mỏng, mềm và dẻo, giúp có giãn theo hình dạng bàn chân. Và mình đoán độ bền của đôi giày này cũng rất đáng gờm đấy anh em ạ. Upper này là mình liên tưởng tới phiên bản Exhausted nhưng mỏng hơn. Anh em nào đồng quan điểm thì để lại comment nhé. Thiết kế cổ thun, ôm chân, mang lại sự chắc chắn và linh hoạt cho người chơi. Phần gót giày được trang bị công nghệ PowerTech, tăng độ ổn định và chắc chắn sẽ giúp bảo vệ khu vực gót chân của anh em. Đế giày được trang bị bộ đệm khá êm ái, hỗ trợ bật nhảy và các pha bứt tốc của anh em sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và mình đánh giá bộ đệm này khá là cao, vì vậy anh em đã quen chơi đế thấp thì có thể nên cân nhắc nha. Như anh em đã chơi đế cao quen rồi thì đây là thật sự là một chân ái đấy. Phần đế ngoài đều làm bằng cao su kết hợp với dàn đinh răm hình mũi tên sẽ giúp tăng độ bám sân và hỗ trợ khi anh em bứt tốc. Puma những năm gần đây thì họ luôn luôn cải tiến về chất lượng giày bóng đá của mình và nổi lên như một ông lớn, đánh giá qua các sản phẩm như là Ultra hay là Future. Cầm trên tay thì mình cảm thấy cực kỳ nhẹ anh em ạ. Anh em có thể qua ngay Sportline để được các bạn tư vấn một cách chuẩn xác nhất nhé. Không những vậy, giá của nó cũng cực kỳ hợp lý.